Vì quá đói, nhiều người dân Haiti đã phải ăn đất. Những ngày này, nếu dạo qua bất kỳ khu chợ nào trên đường phố, có thể dễ dàng bắt gặp những chiếc mệt đựng những chiếc bánh màu vàng nhạt mà người Haiti gọi là galette hoặc bonbonte theo tiếng địa phương. Nó được làm bằng đất sét có trộn thêm chút muối, đường cùng một ít dầu cọ phết trên bề mặt nhằm đánh lừa vị giác rồi phơi khô, bán với giá 5 xu Mỹ chiếc. Bối cảnh của nạn đói ở Haiti bắt đầu từ ngày 10 tháng 1 năm 2022, dấu tích của nền dân chủ Haiti đã hoàn toàn biến mất khi nhiệm kỳ của 10 thượng nghị sĩ trên danh nghĩa đại diện cho 11 triệu dân Haiti hết hạn. Ngay cả Thủ tướng Ariel Henry, người nhậm chức sau vụ ám sát Tổng thống Moi hồi tháng 7 năm 2021 cũng chưa được công nhận bằng một cuộc bầu cử chính danh. Kể từ khi ông Moi bị ám sát, Haiti đã không có bất kỳ một tổ chức đại diện dân cử nào. Ủy ban bầu cử Haiti và tòa án tối cao không hoạt động. Chính phủ của Thủ tướng Ariel Henry bất lực trước nạn tham nhũng, việc quản lý yếu kém các nguồn tài nguyên quốc gia đã tạo điều kiện cho giới thượng lưu thêm giàu có. Trật tự xã hội rơi vào tay 200 băng nhóm tội phạm, trong đó đáng kể nhất là nhóm G9 Alphenionai do cựu sĩ quan cảnh sát Jimmy Barbecue Cherizier cầm đầu và JP Ipla do Gabriel Jean-Pierre, thường được gọi là T. Gabriel thống lĩnh. Hai băng nhóm này chi phối hầu như toàn bộ mọi hoạt động kinh doanh ở thủ đô Port-au-Prince. Theo trang tin Inside Politics, rất khó để biết mỗi băng nhóm có bao nhiêu thành viên, nhưng số liệu báo cáo bởi Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc cho thấy trong năm 2022, Haiti đã xảy ra 1.200 vụ bắt cóc đòi tiền chuộc, mặc dù con số chính xác có thể còn cao hơn, cùng với 1.349 vụ giết người từ tháng 1 đến tháng 8. Riêng tháng 11 là 280 vụ. Để chứng tỏ quyền lực, hồi tháng 9 năm 2022, nhóm G9 giành quyền kiểm soát kho nhiên liệu chính ở thủ đô Port-au-Prince, đồng thời chiếm giữ các đường cao tốc quan trọng. Đến tháng 11, quân đội chính phủ chiếm lại nhà kho, trong bối cảnh có tin đồn về các cuộc đàm phán giữa Thủ tướng Henry và các băng nhóm. Nhà báo Termadi của trang tin Inside Politics cho biết, các băng nhóm không hề bị cô lập. Kể từ những năm 1980, tất cả chính quyền trước đây, bao gồm cả chính quyền của Tổng thống Jean-Baptiste Aristide, Michel Martelly, Moi cũng như các chính trị gia đối lập, đã dung túng và sử dụng các băng nhóm cho mục đích của họ, bao gồm việc đe dọa những người chống đối. Thông qua những thỏa thuận chính trị đó, các băng nhóm hiểu rằng, chúng có thể châm ngòi và thao túng bạo lực để thu về những khoản lợi nhuận kếch xô. Về phía các lực lượng thực thi pháp luật, bất chấp nhiều năm được tài trợ và đào tạo bởi các tổ chức quốc tế, cảnh sát Haiti với 9.000 thành viên không đủ khả năng xử lý băng nhóm. Do thiếu người, lương bổng thấp, trang bị thiếu thốn cộng với sự thất vọng về khả năng lãnh đạo của Thủ tướng Henry, và nhất là một phần quyền lực chính trị bị các băng nhóm khống chế, chưa kể một số chỉ huy cao cấp của cảnh sát trong nhiều năm đã thông đồng với những băng nhóm để kiếm tiền, đã khiến nhiều sĩ quan cảnh sát chỉ quan tâm đến mạng sống của mình và gia đình. Đại úy Alvarez phụ trách một nhóm cảnh sát cơ động nói, theo thời gian, tham vọng và sức mạnh của các băng nhóm đã gia tăng cả về tổ chức lẫn trang bị. Chúng không còn hài lòng với những khoản hối lộ nhỏ như điện thoại thông minh hoặc máy tính, rượu ngoại, mà thay vào đó, chúng đưa ra những yêu sách buộc các chính trị gia phải trả tiền. Hậu quả là 774 cảnh sát bỏ việc, đã khiến Liên Hợp Quốc gọi đây là tổn thất đáng kinh ngạc, gần 5 triệu người Haiti, một nửa dân số đất nước lâm vào cảnh nghèo đói cùng cực. Họ phải vật lộn với tình trạng thiếu lương thực, nhiên liệu, thuốc chữa bệnh cùng các nhu yếu phẩm khác. Điều ấy vô hình chung đã thúc đẩy dòng người tị nạn bỏ nước ra đi ngày càng nhiều. Theo tổ chức nhân đạo phi chính phủ Save the Children, cứu lấy trẻ em, người dân thủ đô Haiti và thành phố cảng Port-au-Prince hiện đang sống trong những điều kiện của nạn đói. Nếu như từ những năm 1980 trở về trước, Haiti hoàn toàn tự lực về lương thực với gạo là thực phẩm chính, được cung cấp bởi những cánh đồng màu mỡ ở thung lũng Artibonite, thì hiện nay 80% gạo, 100% dầu ăn cùng hơn 50% các loại nhu yếu phẩm đều phải nhập khẩu bởi hai nguyên nhân. Một là chính sách trợ giá cho nông nghiệp đã bị cắt giảm, và hai là một lượng lớn hàng viện trợ của nhiều quốc gia đổ vào trong nhiều năm đã triệt tiêu năng lực sản xuất của Haiti, cộng với một loạt những thảm họa thiên nhiên như trận động đất xảy ra năm 2021. Đã tàn phá phần lớn đất đai ở phía tây nam vựa lúa của Haiti, hay như trận dịch tả hồi năm 2020, giết chết 10.000 người trong bối cảnh lạm phát lên đến 30% và đồng nội tệ Haiti mất giá 23% so với đồng đô la Mỹ. Ông Chantan Silvi Imbio, giám đốc Save the Children, nói,
Theo dự đoán của chúng tôi, Haiti sẽ sớm rơi vào vị trí IPC4, là thang điểm xếp hạng về nạn đói của chương trình lương thực thế giới, trực tiếp đe dọa 1.8 triệu người. Ngược lại với những vấn đề trên, kinh doanh ma túy lại phát triển mạnh. Những năm gần đây, Haiti đóng vai trò là trung tâm trung chuyển cocaine và các loại ma túy tổng hợp từ Nam Mỹ đến Mỹ. Lợi nhuận từ ma túy đã biến một số nhân vật ở Port-au-Prince trở thành hàng ngũ thượng lưu, nhưng bên cạnh đó, nó cũng là nguồn gốc của những cuộc xung đột giữa các băng nhóm nhằm tranh giành lãnh địa. Vụ bạo lực mới nhất xảy ra ở thành phố Cité Soleil đã khiến hàng chục người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương và hàng nghìn người phải di rời. Nhiều con đường bị các băng nhóm phong tỏa, đã khiến toàn bộ dân cư không tiếp cận được với thực phẩm, nhiên liệu hoặc nước sạch. Trường học, phòng khám bệnh và cơ sở kinh doanh buộc phải đóng cửa để tránh bị cướp. Các tổ chức nhân đạo, trong đó có Save the Children, gặp phải những hạn chế nghiêm trọng, khiến những hoạt động cứu trợ của họ chỉ còn có thể thực hiện một cách nhỏ giọt, cầm chừng. Ăn đất vì đói quá, bà Dormus, một trong những người bán bánh bonbonte ở Port-au-Prince nói, mỗi ngày tôi bán được hơn 200 chiếc. Ai cũng biết nó là đất, nhưng nếu không ăn, biết lấy gì bỏ bụng bây giờ. Ông Chantan Silvi Imbio, giám đốc Save the Children, cho biết, chúng tôi đã từng khuyên người dân không nên ăn, vì mọi việc không thể tiêu hóa, bánh đất còn chứa nhiều mầm bệnh nguy hiểm, nhưng hầu như chẳng ai nghe. Thậm chí có người còn bảo rằng ăn bonbonte rất tốt, vì loại đất ấy có tính kháng axit, ăn vào đỡ đau, dạ dày. Theo số liệu của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc, UNICEF, tính đến đầu năm nay, tại Haiti số người phải chịu đói ở mức độ tận cùng đã tăng lên 4.7 triệu, trong đó có 2.4 triệu là trẻ em. Bị suy yếu vì đói, trẻ ít có khả năng chống lại các bệnh tiêu chảy và hô hấp, vốn là nguyên nhân hàng đầu gây ra tử vong, trong lúc nhiều thanh niên chọn con đường gia nhập băng nhóm để sống sót. Ông Chantan Silvi Imbio cho biết tiếp, tình hình ở Haiti đang xấu đi nhanh chóng. Hàng triệu trẻ em phải nhịn đói đi ngủ mỗi đêm. Nhiều gia đình đang bị đẩy đến bờ vực của sự khốn cùng do suy thoái kinh tế, bất ổn chính trị và bạo lực băng nhóm. Đất nước hiện đang trên bờ vực sụp đổ. Với chương trình lương thực thế giới, tổ chức này thừa nhận không thể nuôi người Haiti trong những điều kiện thảm khốc, vì WFP chỉ tài trợ được 16% nhu cầu thiết yếu về cây ăn. Lạm phát lương thực gia tăng ở Haiti có nghĩa là người dân phải bỏ ra nhiều tiền hơn để mua thực phẩm, trong khi số người cần hỗ trợ cũng tăng lên. Bên cạnh đó, các nhà tài trợ cho WFP cũng đã cắt giảm kinh phí. Giám đốc quốc gia của WFP tại Haiti là ông Jean-Martin Bauer nói, những điều ấy xảy ra vào thời điểm tồi tệ nhất khi người dân Haiti phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng nhân đạo đa chiều. Cuộc sống và sinh kế của họ bị đảo lộn bởi bạo lực, mất an ninh, bất ổn kinh tế và những cú sốc khí hậu. Trừ khi chúng tôi nhận được tài trợ ngay lập tức, còn không thì thế giới sẽ nhanh chóng chứng kiến một thảm kịch đe dọa tương lai của cả một dân tộc. Vẫn theo ông Bauer, tổng kinh phí ứng phó nhân đạo của WFP trong năm 2023 là 720 triệu đô la Mỹ. Nếu được cung cấp đủ, WFP sẽ đạt mục tiêu tiếp cận 2.3 triệu người Haiti đang bị đói, nhưng từ đây đến cuối năm, nếu không được bổ sung thêm 121 triệu đô la Mỹ, thì 7...